Rồi hello xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh TT1985 review nha Thì hôm nay TT tiếp tục sẽ giới thiệu cho anh em những cái con điện thoại mà anh em có thể chữa trái hoặc là anh em có thể chơi các tựa game như là Liên Quân, uh, Búp Ghi hay là FIFA đều rất là mượt mà luôn Rồi thì cái con đầu tiên là TT muốn giới thiệu cho anh em anh em là con iPhone 6 anh em nha Đây là con iPhone 6 thì có con này là full chức năng cho anh em luôn nghe gọi Zalo Facebook đều ok hết nha anh em thì cái con này á thật sự là con này nó đây ai lao không có nha anh em ha không có ai lao có nghĩa là ai lao anh em có ai lao thì anh em cứ nhập vô mà xài thôi iPhone 6 đây là iPhone 6 thường nha màn hình của nó thì chỉ có 4,7 7 inch anh em và con này thì phiên bản của nó là phiên bản quốc tế nha đây phiên bản quốc tế LLA và cái dung lượng của nó chỉ là 16 g thôi nha thì cái con này á, nó có một cái cái lỗi đó là bị mất vân tay thôi nha chỉ bị mất vân tay thôi còn lại là ok hết nha anh em đó bản bản quốc tế của mỹ thì có con này thì TT sẽ ra đi cho anh em cái giá là một một triệu sáu năm chục nha một triệu sáu năm chục và free ship cho anh em luôn ha chỉ bị mất vân tay nha anh em Rồi anh em mua thì cứ liên hệ trực tiếp với TV qua cái số điện thoại là 0963 595 262 ha Con này là bộ nhớ trong của nó là 16 nha iPhone 6 bị mất vân tay còn lại là full chức năng hết Không lỗi lầm gì hết nha anh em Rồi tiếp theo là con Vivo Đây là Vivo V9 nè anh em và TT cũng dùng con này đang hiện tại là đang dùng con này để mà xài luôn ha bộ hỏm giờ TT xài cả tuần nay rồi tại vì anh nói chung là anh em không có mua nên TT vẫn để xài và trải nghiệm rất là ok luôn con này thật sự trải nghiệm thì rất là ngon con này thì ram của nó đến 4 g lận nha ram 4 g và bộ nhớ của nó là 64 và cái màn hình của nó này nè ha màn hình rất là to luôn màn hình là 6,3 inch nha full hd luôn đó Camera sau của nó là 16 chấm và camera trước của nó là 24 chấm luôn Và có hỗ trợ camera phụ nữa nha Đó hai cái đều hỗ trợ camera phụ hết thì cái camera trước của nó 24 chấm thì coi như là anh em selfie rồi rất là rõ luôn nha đó siêu selfie luôn đây để ti ti tì... đây đây là cam sao nè ha đó thì nói chung là con này thì cũng full chức năng cho anh em hết hỗ trợ xài hai sim nha hỗ trợ xài hai sim và pin sạc của nó là ba 000 ba ngàn hai trăm sáu mươi rồi con này thì uh, TT sẽ chốt lại cho anh em với cái giá là 1 triệu 8 nha 1 triệu 8 và phi ship cho anh em luôn Nếu mà anh em mua con này TT sẽ tặng cho anh em một cái một cái củ sạc hoặc là một cái dây sạc nha Tặng cho anh em một cái củ sạc hoặc là một cái dây sạc Anh em tùy chọn nha muốn chọn con nào thì anh em anh em chọn Đó rồi Vivo V9 nha anh em RAM 4GB bộ nhớ 64 full chức năng Và đây Đây là cái bộ sạc của TT nè Đó anh em mua thì TT sẽ tặng cho anh em một trong hai Nha Tặng anh em một trong hai hai thứ Một là cái củ sạc hoặc là một cái dây sạc Tương đương nhau nha Giá của nó là 55 ngàn nè Đó thì anh em chọn một trong hai rồi Tiếp theo nữa là con uh, một con Vivo đây Vivo màn riêng bỏ riêng anh em Vivo V5 nha thì có con này là màn hình của nó là 5,5 inch HD luôn camera sau của nó là 13 chấm và camera trước của nó là 20 chấm nha Con này thì cũng Ram của nó là 4g thì thực sự là những cái con điện thoại mà Ram 4g thì anh em chơi game cực kỳ ngon luôn ha và bộ nhớ trong của nó là 32 con này cũng hỗ trợ cho anh em xài hai sim luôn. Pin là 3.000 anh em. Đó. Cực kỳ nha, không lỗi làm gì hết, cực kỳ ngon, cực kỳ mượt luôn. Màn rin vỏ rin nè, vẫn còn mới ken cho anh em luôn ha. Con này là cực kỳ mới luôn. Đó. Cái này là TT vừa lấy từ bên bên cầm đồ về nè, còn rất là mới ken nha anh em. Không lỗi làm gì hết và TT đã thử rồi và đã test trong cả một ngày rồi. Pin còn rất là trâu nha biên còn rất là trâu luôn đó cam cực kỳ nét vân tay vân vân tay đồ đầy đủ nha vân tay vân chân đồ đầy đủ không không có lỗi làm gì hết rồi thì cái con này à, TT sẽ ra đi nha ra đi cho anh em với giá là một triệu một triệu sáu nha một triệu sáu và phi ship cho anh em luôn thật sự là khi mà mang đến cho anh em những con điện thoại này thật sự là đã giảm giá cho anh em rất nhiều rồi nhưng mà anh em cứ uh, mạnh dạng mà cứ ra mua ngoài và sử dụng nha những con này thật sự là TT đã test rồi rất là rất là chất lượng luôn nên anh em cứ yên tâm rồi con này cũng vậy TT sẵn sàng tặng cho anh em nha anh em mua thì sẵn sàng tặng cho anh em một cái dây sạc hoặc là một cái củ sạc cho anh em chọn một trong hai nha anh em đó củ sạc hỗ trợ sạc nhanh luôn nè đó anh em thấy không đó anh em chọn một trong hai nha Rồi tiếp theo là con ốp bồ Đây là Apple A71 này anh em Nha Màn riêng vỏ riêng luôn Cực kỳ ngon nha Con này là ti ti uh, vừa mới lấy về luôn nè Cực kỳ ngon luôn ha Màn cái ốp lưng nè Ti cái ốp lưng nó hơi xấu tí xíu nha anh em ha Ti ốp lưng nó hơi xấu xấu tí, tí xíu Nhưng mà chủ yếu là ở bên trong Cái con điện thoại này nó có ngon hay không là Chủ yếu là mình xài nè ha Cái phần mềm của nó nè đó cực kỳ ngon cực kỳ mượt nha không lỗi làm gì hết anh em mua những cái con này về thì cái tầm giá của nó cũng rất là rẻ luôn mà anh em có thể trải nghiệm tất cả các tựa game luôn như là liên quân bút ghi thì phi fire thì cực kỳ mượt ha đó tuy là ngoại hình nó hơi xấu một tí xíu nhưng mà ở trong về cái chất lượng thì nó rất là ngon rồi thì cái con này là màn hình của nó là 5,2 inch anh em ha full HD nha camera sau của nó là 13 chấm và camera trước của nó là 5 chấm và con này thì RAM của nó là 3GB và bộ nhớ trong là 16 nha. Thì con này là hỗ trợ xài hai sim luôn. Pin sạc là 3.000. Đó, thì cái con này là màn riêng vỏ riêng cực kỳ ngon nha. Anh em mà mua những con này về xài thì khỏi phải khỏi phải chơi rồi. Đó, cực kỳ mượt luôn. Tuy ngoại hình nó hơi xấu tí xíu thôi. Rồi, chốt lại cho anh em với con Oppo A71 này với giá là 1 triệu 1 triệu chục nha. 1,350 với con Oppo A71. Rồi, tiếp theo nữa là con Oppo F1s đây. Hình ừ. của nó là 5,5 inch à, HD luôn. Đó, camera sau của nó là 13 chấm và camera trước của nó là 16 chấm. Nói chung là những con này thì full chức năng nha full chức năng không lỗi lầm gì hết đó vân tay con này thì vân tay vân chân còn đầy đủ hết vỏ tình trạng vỏ là như thế này đây cho anh em xem nha tình trạng vỏ là như thế này đó nói chung điện thoại bị lỗi chỗ nào thì tt chia sẻ với anh em như vậy nha màn riêng vỏ riêng cam cực kỳ nét luôn nha con này thì RAM 3 g bộ nhớ 32 nha anh em. SIM của nó là hỗ trợ xài hai SIM luôn, pin là 3075. Rồi, anh em mua thì liên hệ trực tiếp với TT qua cái số điện thoại là 0963 595 262. Đó, anh em cứ liên hệ trực tiếp TT qua số điện thoại này nè. Để có gì anh em được tư vấn nha, được tư vấn nếu mà anh em uh, khi mà anh em có thể là anh em hết tiền cạc điện thoại thì anh em cứ nhá máy tt gọi lại vẫn được nha nên anh em cứ yên tâm rồi thì cái con này thì uh, tt sẽ ra đi nha ra đi cho anh em với cái giá là một triệu một triệu bảy nha một triệu bảy và phi ship cho anh em luôn ha đó một triệu bảy và phi ship thì anh em con này thì tt cũng cái chế độ là sẽ tặng cho anh em một cái củ sạc hoặc hoặc là một cái dây sạc anh em muốn chọn cái nào thì uh, cứ uh, nhắn tin với tt ha rồi, tiếp theo là con Samsung E5. Con này thì full chức năng, nghe gọi Zalo Facebook đều ok hết anh em nha. Zalo Facebook đều ok hết thì có con này là màn hình của nó là 5 inch, RAM thì chỉ có 1.5 GB thôi và bộ nhớ trong của nó là 16 nè. Thì anh em mà hoặc là các chị gái hoặc hoặc là các cô á, mua những cái con điện thoại này mình mình có thể trải nghiệm thì cũng rất là tốt nha. YouTube, Zalo, Facebook đều ok hết. Đó. Con này thì hỗ trợ xài một sim thôi. Ha, Samsung E5 xài một sim nha. Pin sạc của nó là 2004. Đó. Con này thì cái màn hình của nó là Super AMOLED luôn nè. Thì khi mà anh em ra ngoài nắng á, thì cái ánh nắng nó chiếu vào anh em anh em nhìn vẫn thấy cái những cái logo của nó nha, những cái ứng dụng của nó vẫn thấy rõ ràng ha. Rồi, thì con này TT sẽ chốt lại cho anh em với cái giá là 800 800 và free ship cho anh em ha Con này anh em thật sự luôn mua về trải nghiệm Về Youtube, Zalo, Facebook thì cực kỳ ngon Cực kỳ mượt luôn Những con này là bảo đảm cho anh em luôn Rồi chốt lại cho anh em với cái giá là rưỡi với con 800 Xin lỗi anh em nha 800 với con Samsung E5 Rồi tiếp theo là Con Oppo Oppo F3 Lite Ha con này là màn riêng, vỏ riêng cực kỳ ngon nè anh em Full chức năng nha Văn tay, văn chân đầy đủ Vỏ riêng, màn riêng, men riêng anh em Đó những con này là Nói chung là TT chọn cho anh em những con điện thoại này là Vô cùng là chất lượng luôn Tại vì á đi 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 gom những con điện thoại này là từ những cái tiệm cầm đồ nha không mua ở ngoài không mua tào lao những cái cái trang mạng như là facebook đồ không có nha thì đi chỉ mua trên uh, gom từ những cái tiệm cầm đồ nên uh, những con điện thoại này thật sự là rất chất lượng cho anh em luôn thì cái màn hình của nó là 5,2 inch nha camera sau của nó là 13 chấm và camera trước của nó là 16 chấm thì cái con này là cũng xài chip nha chip Naragon luôn ba bốn 3 5 RAM thì của nó là 3GB và bộ nhớ trong của nó là 32 anh em pin sạc thì 2.900 cái con này pin sạc thì 2.900 cũng rất là châu luôn đó 2.900 là xài cũng rất là vivo vivo rồi kệ xài cả ngày ấy chứ mà pin cũng rất là cầm nha đó full chức năng thì cái con Oppo f 3 Lite này thì sẽ ra đi cho anh em với giá là 1.500.000 nha 1.500.000 nha anh em văn tay văn chân đầy đủ nha full chức năng đó anh em mua thì liên hệ trực tiếp với TT qua cái số điện thoại là 0963 595 262. Đó, anh em cứ liên hệ trực tiếp nha. Và bên uh, TT có chế độ là ship uh, ship toàn quốc nha. Ship toàn quốc hoặc là gọi là ship COD á. Thì giao điện thoại cho anh em. Anh em mở hộp ra kiểm tra đúng như cái điện thoại mà anh em đặt. Thì lúc đó anh em hãy nhận hàng. Anh em kiểm tra, anh em test máy thoải mái nha. Mở hộp ra test thoải mái gắn sim vô nghe nhạc. Facebook, Zalo gì đó anh em cứ test thoải mái. Đó. Rồi, tiếp theo là hai con Samsung. Đây, một con này là Samsung G5 G5 30, con này là Samsung G2 ha. Thì hai con này là full chức năng hết. Nghe gọi Zalo, Facebook đều ok hết. Thì nếu mà trường hợp mà anh em mua hai con này nha, hai con này ti sẽ giảm giá cho anh em xuống còn một triệu luôn nha nếu trường hợp anh em mua hai con ti sẽ giảm cho anh em là giá là một triệu và um, free phi ship luôn nha phi ship cho anh em luôn đó còn nếu mà trường hợp anh em mua lẻ thì cái giá nó sẽ khác con này sẽ là 600 và con này sẽ là 500 nha đó một con này là con này gọi là Samsung G2 còn con này là Samsung G530 đó anh em muốn chọn con nào thì chọn còn anh em mua hai con thì là 1 triệu chẳng, free ship cho anh em. Rồi, tiếp theo nữa là TT sẽ giới thiệu cho anh em một cái con điện thoại Samsung. Đây là Samsung uh, G7 anh em, đời 2016 nha. Đó, cái con mà này thì màn hình của nó là 5.5 inch, camera sau là 13 chấm và camera trước là 5 chấm. RAM thì con con này là RAM của nó là 2 GB thôi anh em nha. RAM 2 GB và bộ nhớ trong của nó là 16 hỗ trợ xài hai sim luôn thì cái con này là pin của nó thì cũng rất là trâu luôn nha thì cái con này á, chia sẻ với anh em á, là cái màn hình nó hơi ám đây màn hình nó ám vậy nè anh em có thấy không đó đây để cho anh em xem như thế nào cho nó rõ hơn nha đây tin nhắn nè đó anh em thì như vậy thì anh em có thể nhìn rõ hình dung rõ hơn là nó bị ám như thế nào nè ha đó màn hình nó bị ám nha anh em thì con điện thoại như thế nào thì ti chia sẻ với anh em như vậy đó như vậy thì anh em sẽ nhìn rõ hơn nè đó, anh em thấy màn hình nó ám không ha thì chi, nó chỉ bị lỗi như vậy thôi còn ra ngoài lại ngoài ra những chức năng khác là ok hết camera đầu cực kỳ nét nha camera trước camera sau thì cũng cực kỳ ngon luôn đó thì màn màn nó hơi ám thì cái con này thật sự là anh em mua về chuỗi trái thì rất là ok thì con này ti sẽ ra đi rẻ cho anh em luôn rẻ cho anh em cái giá là một triệu nha một triệu chẵn luôn nha một triệu chẵn và phi ship cho anh em thì anh em nào mùa mua thì cọc cho TT nha cọc cho TT một cái cạc là một một trăm um, đó hoặc là anh em chuyển khoản cũng được đó thì cái con nào lỗi như thế nào thì TT sẽ chia sẻ anh em như vậy thì nó bị lỗi cái màn hình như vậy nha còn lại là full chức năng hết nó bị ám anh em đó nó bị ám màn hình đó còn lại là full chức năng nha nhưng mà anh em mua về thì chuỗi trái cũng thì rất là ok nghe gọi hay là anh em xem YouTube thì cũng rất là ngon luôn rồi giá đưa ra cho anh em với giá là một trăm một triệu xin lỗi anh em nha một triệu nha rồi anh em mua thì liên hệ trực tiếp TT qua cái số điện thoại là 0963 595 262 anh em hả thì TT bên TT có có ship là COD hoặc là anh em nhớ khi mà mua điện thoại á, là cọc cho TT nha. Nhiều khi có những anh em á, mua mua đến hai cái điện thoại mà cuối cùng anh em giao cho anh em rồi lại anh em lại không nhận và anh em cũng không bắt máy luôn. Thì có những anh em á, thì đặt xong rồi đặt xong rồi cũng cọc đàng hoàng luôn rồi xong rồi nói là người nhà không cho lấy đó. Thì khi mà anh em nhớ lưu ý nha, khi anh em đặt thì có người nhà thì anh em nhớ bàn bạc kỹ lưỡng đi anh em khi mà người nhà đồng ý thì anh em hãy cọc cho TT và TT sẽ gửi hàng cho anh em chớ mất công là khi mà gửi cho anh em rồi mất rất là nhiều thời gian luôn mà anh em trả về lại nha Sony đây đây là con Sony XA 1 này anh em đó con này thì màn riêng vỏ riêng nha màn riêng vỏ riêng con này là một thời một thời cũng rất là 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 quanh liệt luôn nè con này là một thời rất là ngon luôn ha anh em nhìn thấy là biết cái màn cái màn nó như thế nào rồi đây cực kỳ ngon nha cực kỳ nét nha màng riêng vỏ riêng nha camera cực kỳ nét luôn đó buổi tối mà anh em thấy đi chụp không cực kỳ nét luôn nói chung là con những con này là full chức năng cho anh em nha full chức năng luôn zalo facebook youtube đều ok hết thì màn hình của nó là 5 inch nha xài hệ điều hành android 7 Camera sau của nó là 23 chấm và camera trước của nó là 8 chấm. Và cái con này thì RAM của nó là 3GB nha. RAM 3GB bộ nhớ 32, hỗ trợ xài 2 SIM. Pin của nó thì là 2.000 2003. Full chức năng nha. Rồi thì con này TT sẽ ra đi cho anh em anh em với cái giá là 1 triệu 2. 1 triệu 2, 2 nha anh em, free ship cho anh em luôn. Và con này thì có hỗ trợ sạc nhanh nữa nè. Con này cái đầu nha, cái này là hỗ trợ cho anh em sạc nhanh luôn. Và TT sẽ tặng cho anh em một cái dây sạc nhanh nha TV sẽ tặng cho anh em một cái sợi dây sạc nhanh nha đó rồi tiếp theo là con iPhone đây anh em nào mà hình như TV chưa có khởi động ngủ lên à rồi iPhone 6 đây là iPhone 6 nha anh em con này là hàng chính hãng luôn ha hàng chính hãng của Việt Nam nè phiên bản của Việt Nam nè đó con này là full chức năng không dính ai lao gì hết bao reset cho anh em nha, bao reset cho anh em luôn. đó, bản Việt Nam nha anh em. con này thì bộ nhớ, bộ nhớ của nó là 16g, iPhone 6 16g nha. full chức năng, Zalo, Facebook đều ok hết. bao reset, không có dính ai lao, ai liếc gì hết nha anh em. vân tay, văn chân đầy đủ luôn. đó, thì con này TT sẽ ra đi cho anh em cái giá là một, một triệu, một triệu bảy nha, một triệu bảy nha anh em đó thì cái mặt ở phía văn ở phía ốp lưng là nó bị chày như thế này anh em thấy không có dán nữa nè đó thì ti ti thu về cái con điện thoại như thế nào thật sự luôn ti ti chưa tháo lên nè thu về như thế nào test thử rồi xài ok thì mang đến cho anh em thôi chứ thật sự là cái vỏ cái màn như thế nào thì ti ti vẫn để vậy cho anh cho anh em kia anh em nào mà không thích đó, khi mua về cứ tháo ra nha cứ tháo những cái này ra đó thì ti đi thu thu bên cái uh, tiệm cầm đồ như thế nào thì chia sẻ với anh em như vậy rồi con này thì ti đi ra đi cho anh em với giá là một triệu bảy nha full chức năng không dính ai lao gì hết vân tay vân chân đầy đủ rồi tiếp theo là Oppo F7 nè anh em con này thì uh, cực kỳ ngon luôn ha con này thì cực kỳ ngon vỏ nó hơi chày tí xíu thôi anh em nha vỏ nè đó màng riêng vỏ riêng nha TT chưa thay bất cứ điều gì hết tại vì cái con này để TT xem con này anh em xài nè anh em không biết giữ gìn á nếu mà trường hợp cái này mình dán thêm một cái miếng dán ở đây thì không bao giờ nó chày được cái ốp lưng này hết tại vì cái này mình xài không kỹ nè đó còn lại là màn riêng vỏ riêng hết chưa thay bất cứ điều gì nha anh em cực kỳ ngon luôn con này là rất là chất lượng nha TT cũng vừa mới thu về bên cập uh, tiệm cầm đồ full chức năng cho anh em hết màn hình của nó là 6,23 inch nè anh em full HD cộng luôn nha camera sau là 16 chấm và camera trước là 25 chấm selfie nha coi như vậy là selfie cực kỳ nét luôn ram thì 4g bộ nhớ 64 hỗ trợ xài hai sim nha pin của nó thì cũng rất là trâu luôn anh em pin của nó đến 3 tư lần đó và có hỗ trợ vân tay nè vân tay vân chân đầy đủ không thiếu một thứ gì hết nói chung là full chức năng rồi con này thì Titi sẽ ra đi cho anh em cái giá là 2 triệu um, 2 triệu 6 nha 2 triệu 6 Đó Rồi anh em mua thì cứ liên hệ trực tiếp nha Anh em mua thì cứ liên hệ trực tiếp với Titi qua cái số điện thoại là 0963 595 262 Full chức năng nha anh em Đó Anh em cứ liên hệ trực tiếp Titi qua số điện thoại này anh em mà không có không đủ tiền để mà gọi anh em nhá máy thì sẽ gọi lại cho anh em luôn tư vấn cho anh em nên anh em cứ yên tâm nha nhưng mà anh em nhớ là hỏi thì anh em thật tình nha ví dụ như anh em hỏi chơi thì mất công là mình mất thời gian với anh em lắm thật sự luôn tại vì đi không phải công việc của mình là làm về bán điện thoại không tại tivi cũng có một cái công việc riêng được của mình nữa nha nên không phải là công việc bán, bán điện thoại thì ở trên YouTube này thì chỉ là đam mê rồi muốn chia sẻ mang đến cho anh em những con điện thoại mà để anh em có thể ở những các vùng khác các vùng xa hơn mà anh anh em không thể tiếp cận được thì tôi muốn là mang đến cho anh em những con điện thoại này để anh em có thể trải nghiệm được hoặc là anh em có thể xem trong những cái giờ giải trí hoặc là xem YouTube đó thì anh em ủng hộ TT bằng cái kênh đăng ký kênh cho TT đó xem tăng cái lượt view thì TT cũng ủng ủng hộ lại anh em bằng cách là tìm cho anh em những cái con điện thoại mà anh em có thể uh, chữa cháy, anh em có thể chạy trải nghiệm thật sự là tốt trong các uh, các tự game hay là Liên Quân hay gì đó. Rồi, như vậy thôi nha anh em chứ TT thật sự là công việc chính của TT không phải là bán điện thoại đâu. Đó, và TT cũng không phải là thợ sửa điện thoại nữa. Nên thật sự luôn, có những điều có những cái TT uh, chia sẻ cho anh em á, uh, nhiều khi có những cái mà không đúng á, hoặc là TT sai á, nhiều khi anh em cũng thông cảm cho mình nha đó mình thật sự luôn ti là mà, là dược sĩ nha anh em là một dược sĩ chứ không phải là thợ bán điện thoại hay là thợ sửa điện thoại rồi chỉ vậy thôi thì à... chốt lại cho anh em cái con Oppo F7 này giá là 2 triệu 6 nha yeah. free ship cho anh em rồi tiếp theo là con Vivo đây Vivo anh em Vivo i5 Y55 anh em ơi con này thật nhiều khi TT phải nhìn vô máy tính mới biết là cái con điện thoại này là con điện thoại gì đó Vivo Y55s nha đó con này thì thật sự luôn quay cho anh em TT phải nhìn vô nhìn vô máy tính mới TT mới biết con điện thoại này để mà giới thiệu cho anh em rồi con này thì màn hình của nó là 5,2 inch camera sau của nó là 13 chấm và camera trước của nó là 5 chấm nha nó xài chip luôn xài chip rồng á á và ram của nó là chỉ có 2 g thôi và bộ nhớ trong của nó là 16 và sim của nó là hỗ trợ xài hai sim nha pin sạc của nó là 2730 đó con này thì full chức năng màn riêng vỏ riêng cái này là TV thu của người xài nè Cái này thật sự luôn thu về của người xài Nên còn rất là Còn cái con mèo nè đó Con mèo này là con mèo may mắn hay gì đó đó nếu mà anh em không lấy thì ti ti thử thử xài là gắn sim vô xài con này thử xem có may mắn không nha rồi nói chung là con này thì thì ti ti sẽ chốt nha chốt cho anh em với cái giá là một một triệu ba một triệu ba nha anh em đó rồi một triệu ba với con vivo y 55 s ram 2 g bộ nhớ trong là 16 full chức năng màn hình riêng, vỏ riêng à. Anh em xem nè, cái này là cái khi anh em nhìn đúng không? Cái màn này này cái này là cái um, cái kính cường lực nha. Cái kính cường lực nha nên nó, nó nhìn nó chạy như vậy. Còn ở trong thì nó ra rất là mới luôn, Titi chưa tháo luôn nè, anh em xem kỹ nè. Cái này là cái kính cường lực nha. Còn cái màn ở phía trong là còn rất là mới luôn nên ti chưa có tháo ra. Đó, cái này là cái kính cường lực không sao hết nha anh em. Anh em cứ yên tâm nha. Rồi, chốt lại nha. Rồi, thì uh, hôm nay TT cũng uh, giới thiệu cho anh em những cái con điện thoại mà anh em có thể uh, mua về chữa trái hoặc là trải nghiệm trong các uh, tựa game Liên Quân Mobi. Thì uh, mong là anh em luôn ủng hộ và đồng hành cùng với TT 1985 review ha. Thì hãy nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ cho TT để uh, video thường là ra vào lúc 17 giờ, xin lỗi anh em 19 giờ hàng ngày, tức là 7 giờ tối đó. Rồi. Thì uh, hẹn gặp lại anh em ở một video clip sau nha. Rồi bye bye